Khi mà môn dạy học thì môn thấy có một cái phần rất là thú vị mà cái câu rất là hay dùng mà mọi người hay struggle với cả cái phần nối âm của nó, đó là good at something. Ví dụ, I'm very good at English. Thì các bạn thấy rằng là người ta có thể đọc không cần phải là I'm very good at English. Nghe nó rất là mất thời gian. Cái cách xử lý ở đây sẽ đơn giản lắm, các bạn chỉ cần nối âm thôi. Good at thì đọc giảm at về at và các bạn nối âm cho mình âm t với cả cái phần at đó thành là good at. I'm very good at English. Đó. Hay là nói chung đi, thay English bằng it thì là good at it. Đó là nối âm theo kiểu Mỹ mà sẽ thành là good at it. Tức là cái âm t này nó bị flap đi, nghe giống là good at it. I'm very good at it. Hay là tương tự với từ bad cũng như vậy thôi. Bad at nối âm là bad at. Và it nối tiếp at với it. At it trong tiếng Anh Mỹ sẽ đọc là at it. Và mình nối cả cụm này sẽ là bad at it. Bad at it. Và cái phần lưu ý các bạn đọc phần at it, các bạn đọc nhỏ cho mình bởi vì phần này không được nhấn. I'm very bad at it. I'm very bad at English. I'm very good at English. Đó thì muốn hy vọng là các bạn đã nắm được cái cách đọc. Good at it. Bad at it. Are you good at it? Thank you.